Xin kính chào quý khán giả. Trong chương trình văn học nghệ thuật kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số gia đình nghệ sĩ xứ Thanh. Phần cuối chương trình sẽ giới thiệu tập truyện Cuối đường khuất gió và Cái bàn của cha, tác phẩm được giải nhì tại cuộc thi truyện ngắn báo văn nghệ 2015-2017 của tác giả Lê Vạn Quỳnh. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số sự kiện văn học nghệ thuật diễn ra trong thời gian qua. Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Mới đây, tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ Quảng cáo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và Thanh Hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước làm theo lời Bác. Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018 và khẳng định 70 năm qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân trên cả nước nói chung, đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói riêng, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Triển lãm trưng bày gần 2.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý giá, tiêu biểu, được bố cục theo hai phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và Thanh Hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước làm theo lời Bác. Qua đó khẳng định vai trò quan trọng của lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tổ chức và động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, ý nghĩa, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đây cũng là dịp động viên các tập thể cá nhân trong tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được, cùng thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra. Mới đây tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội, Câu lạc bộ báo chí Thanh Hóa tại Hà Nội phối hợp với Đài truyền hình VTC tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Xứ Thanh trong tôi. Chương trình giao lưu nghệ thuật được thiết kế với không gian hoài cổ, mang đậm vẻ đẹp làng quê nông thôn Việt Nam, sử dụng âm nhạc dân gian xen lẫn hiện đại, với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ là những người con của xứ Thanh cùng các nghệ sĩ trong câu lạc bộ hát sầm Hà Thành. Chương trình được dàn dựng theo ý tưởng của nhà báo Nguyễn Văn Bình, phó giám đốc đài VTC, người có nhiều tâm huyết với quê hương. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi quê hương, con người xứ Thanh, gợi cho khán giả cảm xúc nhớ về quê hương với những ký ức, kỷ niệm giản dị, thân thương, niềm tự hào và trân trọng vùng đất nơi mình được sinh ra. Chương trình giao lưu nghệ thuật Xứ Thanh trong tôi động viên những người con Thanh Hóa đang sinh sống, công tác tại thủ đô Hà Nội và các vùng miền khác nhau tận tâm cống hiến cho đất nước, góp phần xây dựng hình ảnh xứ Thanh địa linh nhân kiệt trong lòng bè bạn cả nước và quốc tế. Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 25 năm thành lập Hội Nhà báo Thanh Hóa. Vừa qua, Hội Nhà báo Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh tổ chức liên hoan Tiếng hát người làm báo Thanh Hóa lần thứ nhất năm 2018. Tham gia liên hoan có 23 tiết mục đến từ các đơn vị báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các tiết mục tập trung hướng đến chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và nghề báo. Liên hoan nhằm cổ vũ, động viên người làm báo trên địa bàn tỉnh tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua liên hoan, chọn được những người làm báo có giọng hát hay, tiết mục tốt biểu diễn tại lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 25 năm thành lập Hội Nhà báo Thanh Hóa. Tuyển chọn tiết mục xuất sắc tham gia liên hoan tiếng hát người làm báo toàn quốc, đồng thời tạo tiền đề để liên hoan trở thành sân chơi thường niên cho người làm báo yêu văn nghệ trên địa bàn tỉnh vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao 3 giải đồng hạng dành cho cơ quan báo chí có nhiều tiết mục tham dự, nhiều tiết mục đoạt giải, trao 1 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tiết mục đoạt giải. Mới đây, Hội Những Người Yêu Thơ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023. Hội Những Người Yêu Thơ tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào ngày 25 tháng 5 năm 2017 trên cơ sở Câu lạc bộ Thơ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Ban đầu, hội có 63 thành viên, đến nay số hội viên tăng lên gần 180 người. Trong gần một năm hoạt động, hội đã tổ chức được nhiều buổi giao lưu với Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức và một số trường trung học phổ thông, tham gia giao lưu với trại sáng tác của Hội Nhà văn Việt Nam tại Sầm Sơn.
Mới đây, hội đã cho ra mắt tập thơ Hương đất quê Thanh, dày hơn 500 trang. Sau khi đánh giá quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, đại hội đã thảo luận và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023, với mục tiêu là tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho những người yêu thơ, góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống quê hương Thanh Hóa. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành Hội những người yêu thơ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2023 với 19 thành viên. Nhà giáo Nguyễn Kế Quang được bầu làm chủ tịch hội. Đối với mỗi người, gia đình luôn là chỗ dựa bình yên và vững chắc nhất. Với người nghệ sĩ, gia đình còn là điểm tựa để họ thăng hoa hơn trong nghệ thuật. Phần tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số gia đình nghệ sĩ và lắng nghe những chia sẻ, tâm tình của họ trên bước đường sáng tạo nghệ thuật. Ca sĩ Huy Phước và diễn viên múa Thanh Huyền là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc và đẹp đôi nhất ở nhà hát ca múa kịch Lam Sơn. Tình yêu đưa họ đến với nghệ thuật và chính nghệ thuật lại xe duyên để họ nên nghĩa vợ chồng. Lúc đó thì Huyền mới có 15-16 tuổi thôi, thì năm đó mình là 22 tuổi. Năm 98 thì sau đó thì đoàn tuyển được một số người, trong đó có Huyền, và 2 năm sau thì Huyền đi xuống trường đi học. Đến năm 2000 thì được vinh dự là nhà trường mời xuống đi tham gia giảng dạy tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa. Thì lúc đó có gặp lại Huyền, tình yêu của Phước và Huyền kéo dài 5 năm và sau đến đó thì quyết định là xây dựng gia đình. Hiểu tính, hiểu nghề, lại cùng chung niềm đam mê nghệ thuật chính là động lực lớn lao để cả hai cùng phấn đấu. Với diễn viên Thanh Huyền, Huy Phước không chỉ là tri kỷ mà còn là người anh, người thầy. Những lời nhận xét, góp ý của anh sau mỗi lần biểu diễn giúp chị ngày càng chững chạc và trưởng thành hơn. Ngược lại với Huy Phước, Thanh Huyền luôn là hậu phương vững chắc và bình yên nhất. Đến nay, anh đã đạt được 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc cùng nhiều giấy khen, bằng khen. Năm 2016, được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Với ca sĩ Huy Phước, có được thành công như ngày hôm nay phải kể đến một phần công lao lớn của Thanh Huyền. Người vợ Tào Khang, người đồng nghiệp tận tình, luôn vì anh mà hy sinh tất cả. Cùng làm trong nghề nên hơn ai hết, Huy Phước và Thanh Huyền rất hiểu và cảm thông cho nhau. Nhiều cuộc lưu diễn, cả hai phải đi xa, có khi suốt cả tháng ròng, gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc gia đình, con cái. Nhưng bằng niềm đam mê, trách nhiệm với nghề, họ đã động viên nhau vượt qua tất cả. Là một nghệ sĩ mà hai vợ chồng lại làm ở một cơ quan mà chúng tôi thì công việc lại phải có nhiều khi là phải đi lưu diễn xa, có khi là cả tháng. Những lúc đấy thì đó là những lúc mà cảm giác là khó khăn nhất. Không biết là đưa đón con đi học như thế nào, rồi là khi mà không có bố mẹ ở nhà thì con cái sẽ ra sao, thì tôi rất là lo lắng. Nhưng mà việc cơ quan thì mình vẫn phải làm tốt. Sau những phút cháy hết mình trên sân khấu, họ lại càng trân quý hơn những giờ phút bình yên bên gia đình. Bé Huyền Linh và Lê Na tuy còn nhỏ nhưng đã được bố mẹ truyền cho niềm đam mê nghệ thuật. Cả hai bé đều mong muốn một ngày nào đó sẽ được biểu diễn trên sân khấu giống như bố mẹ của mình. Dẫu biết rằng con đường phía trước còn nhiều chông gai thử thách, nhưng với tình yêu nghệ thuật đã ngấm sâu trong huyết quản, cặp vợ chồng nghệ sĩ trẻ này sẽ tiếp tục cống hiến để mỗi ngày sống trọn niềm đam mê. Anh yêu mùa thu mà
dám gọi. Ê gọi tên mùa, người bảo gọi tên thể văn công chính là nơi gia đình diễn viên Hồng Sơn, đoàn kịch nói nhà hát ca múa kịch Lam Sơn đang sinh sống. Hơn 30 năm gắn bó với ánh đèn sân khấu, diễn viên Hồng Sơn đã có hàng trăm vai diễn và gặt hái được không ít thành công. Ngôi nhà nhỏ này cũng chính là nơi đã nhen lên tình yêu đối với sân khấu trong tâm hồn diễn viên trẻ Thanh Tùng. Từ bé, theo bố đi diễn, tiếng trống, tiếng đàn đã ăn sâu trong tâm trí Thanh Tùng. Để rồi khi lớn lên, Thanh Tùng đã đến với sân khấu như một mối lương duyên định sẵn. Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Có bố là một diễn viên kỳ cựu lâu năm ở trong nghề, là diễn viên trong đoàn kịch nói. Thì ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được theo chân bố là được đi diễn ở khắp nơi trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh. Tiếp xúc với ánh đèn sân khấu, cùng kịch bản, cùng với là các cô chú, anh chị, nghệ sĩ, diễn viên ở trong đoàn kịch nói nhà hát ca múa kịch Lam Sơn. Và sau này thì khi mà lớn lên thì tôi bắt đầu theo học trường văn hóa nghệ thuật, khoa diễn viên. Khi mà học xong thì tôi quyết định về nhà hát ca múa kịch Lam Sơn.
Và từ đó đến nay, gần chục năm trong nghề thì tôi đã có rất nhiều vai diễn. Và tôi rất là vui khi mà những vai diễn của mình đã được khán giả ủng hộ và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Đối với tôi, những cái dấu ấn đó sẽ là những cái động lực để cho tôi cố gắng phát triển theo nghề hơn nữa. Khi mà cháu về nhà hát thì cũng rất là may là hai bố con ở cùng một nhà hát. Thế nên là có cái điều kiện để mà hỗ trợ cho cháu về chuyên môn cũng như là về cuộc sống, về tất cả mọi thứ là luôn luôn là kèm cặp cho cháu để hướng cho cháu, định hướng đi cho nó chuẩn. Cháu có cái tố chất riêng cho nên là mình cũng rất mừng với điều đó. Tôi thì tôi nghỉ hưu rồi, luôn luôn là những khi cháu đi làm về cũng hỏi han là công việc trên nhà hát như thế nào, có những cái gì thì có thể là bố sẽ hỗ trợ bổ sung để tham khảo thêm giữa cái chuyên môn của bố đóng góp cho con. Là những người đi trước va chạm nhiều, làm nghề lâu năm thì có những cái gì mà cháu nó chưa thông thì mình hỗ trợ cho cháu thêm những cái vấn đề đó trong chuyên môn để cháu hoàn thành tốt những cái vai diễn của mình, làm sao để mà thể hiện được tính cách nhân vật đúng theo ý đồ của đạo diễn cũng như của tác giả. Thanh Tùng được nhận vào đoàn kịch nói khi đang là sinh viên năm thứ hai. Gần 10 năm trong nghề đã cho anh nhiều cơ hội để rèn luyện và thể hiện mình. Thanh Tùng thấy may mắn khi có bố là đồng nghiệp. Chính bố là người đã truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho anh trên con đường nghệ thuật đầy thử thách. Mỗi lần trao đổi nghiệp vụ, anh đều học hỏi được rất nhiều điều, biết được đâu là hạn chế và lợi thế của mình. Bằng sự miệt mài, nhiệt huyết, sáng tạo, Tùng được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất của đoàn kịch nói Thanh Hóa. Năm 2016, anh đã giành được huy chương bạc trong cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc. Gia đình với điểm tựa bình yên luôn là động lực để chàng trai trẻ phấn đấu không ngừng để không phụ lòng tổ nghiệp. Anh Huy! Hồng! Anh Huy! Hồng! Ơi, em ra ngoài này lâu chưa? Em mới ra đêm qua. Huy ơi, em cứ tưởng rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ em được gặp anh nữa. Anh Huy. Đồng chí Huy. Ôi, chúc mừng đồng chí đã từ cõi chết trở về. Xin cảm ơn chị. Đồng chí Huy. Cừ lắm. Thế chứ, cậu ấy kể những ngày qua cậu sống lênh đênh như thế nào, hãy kể cho đồng đội nghe đi. Báo cáo thủ trưởng, sau khi đưa được người Malaysia cuối cùng lên tàu thì em đã hoàn toàn đuối sức, không thể bám nổi vào thành tàu nữa. Em đã bị sóng cuốn đi. Khi đó em thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung, rồi em đã không biết gì nữa. Sau khi tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trên một tàu đánh cá của một ngư dân. Họ nói em đã ngất đi được 3 ngày nay rồi. Huy, chúc mừng cậu. Chúc mừng cậu đã trở về với đồng đội của chúng tôi. Thủ trưởng. Huy. Thưa quý vị và các bạn, trong số 3.300 tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2015-2017, tác phẩm Cái Bàn Của Cha in trong tập Cuối Đường Khuất Gió của tác giả Lê Vạn Quỳnh ở thành phố Thanh Hóa đã giành được giải nhì. Câu chuyện xoay quanh đề tài gia đình trong dòng chảy nhiều biến động của xã hội hiện đại. Phần cuối chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý khán giả đôi nét về tác phẩm này. Nhà giáo ưu tú Lê Vạn Quỳnh sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương. Là giáo viên hóa học nhưng lại rất yêu nghệ thuật, thơ phú. Song mãi khi về hưu, ông mới bắt đầu chạm ngõ văn chương. Dù đến sau, nhưng Lê Vạn Quỳnh lại được đánh giá là một cây bút viết khỏe và khá dẻo dai.
Cuối đường khuất gió là tập truyện ngắn mang nhiều tâm sự của nhà giáo ưu tú Lê Vạn Quỳnh. Tập truyện gồm 11 tác phẩm thì có tới 8 chuyện viết về gia đình, một đề tài mà ông luôn trăn trở đau đáu trong những năm cầm bút. Khi viết về gia đình, Lê Vạn Quỳnh thường quan tâm đến con người cá nhân với những bước thăng trầm của số phận, những mối quan hệ trong dòng chảy biến thiên phức tạp của xã hội hiện đại. Gia đình là một tế bào xã hội, nhưng gia đình là một vốn quý, là một cái tài sản rất lớn trong đời sống của mọi con người. Chúng ta phải gìn giữ lấy nó và phát huy điểm mạnh của nó. Đặc biệt, nó đang nằm trong cơ chế thị trường, đang nằm trong thế giới phẳng, đang nằm cái liên thông với quốc tế. Cho nên là ý tưởng của tôi là phải viết nhiều về gia đình, về làng quê để làm sao một phần lưu giữ lại cho cái làng và gia đình mình những cái nét đẹp và chuẩn mực của làng quê. Cái bàn của cha được xem là chuyện ngắn hay nhất trong tập Cuối đường khuất gió. Cốt truyện giản dị với ba nhân vật là người cha, con trai và con dâu, nhưng đã phản ánh được khá sâu sắc mối quan hệ cũng như cái nhìn trái chiều của các thế hệ trong gia đình. Người cha trong truyện là một thợ mộc lành nghề. Ông trân trọng những giá trị truyền thống, trong khi cô con dâu lại theo trào lưu hiện đại. Tính kịch đẩy lên cao khi hai vợ chồng con trai làm nhà mới trên thành phố. Người cha dành nhiều tâm sức đóng một chiếc bàn bằng gỗ rồi. Vai và chân được sơn son thiếp vàng, có kiểu dáng như án thư cổ tặng hai vợ chồng con trai. Nào ngờ cô con dâu lại một mực phản đối, cho rằng chiếc bàn đã phá hỏng phong thủy, gây ra những hệ lụy không hay cho các thành viên trong gia đình. Mãi đến lúc những thiết bị bằng gỗ hiện đại sang trọng mà cô đã chọn bị mối đục rỗng, và khi người cha qua đời mới vỡ lẽ nhiều điều. Từ một câu chuyện giản dị, tác giả đã đặt ra vấn đề bức thiết, đó là sự rạn nứt trong mối quan hệ gia đình thời mở cửa. Khi mà đời sống hiện đại du nhập nhiều luồng tư tưởng mới, nếu không biết dung hòa thì vô tình sẽ làm băng hoại những giá trị tốt đẹp thuộc về truyền thống. Chuyện của tác giả Lê Vạn Quỳnh mang nét mẫu mực, mô phạm của một nhà giáo. Trong mỗi tác phẩm, ông thường đề cao những giá trị đạo đức. Tuy nhiên không vì thế mà chuyện rơi vào khô cứng nặng nề. Trái lại, vẫn dễ đọc, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người. Tôi được nhà văn Lê Vạn Quỳnh tặng cho tác phẩm Cuối đường khuất gió rất sớm. Tôi đọc một cách say sưa. Tác phẩm của anh tập trung dồn tụ tiếng nói về cái đời sống gia đình, nhất là anh mang một cái nhìn mới của một cái con người ở một lĩnh vực mới, viết về cái đời sống gia đình giữa đan xen giữa quá khứ và hiện đại. Anh phát hiện ra cái dòng chảy của thời hiện đại đang có cái sức tác động cả thuận chiều, cả ngược chiều với đời sống gia đình. Và anh đã viết với một cái ngôn ngữ của người từng trải, của người trải nghiệm trong đời sống, trong giảng dạy, trong sinh hoạt đối với bạn bè. Tôi vốn là người hoài niệm, trên đọc cái tác phẩm, cái bản của cha, tôi thấy nó cái hình bóng của những người xưa nó cứ hiện về trong tác phẩm. Và cái anh Quỳnh đã nói được bằng cả cái tình cảm kính trọng nhất, cái gì nó bình dị nhất, nó thân thương nhất. Cùng với cái bàn của cha, trong tập Cuối đường khuất gió còn nhiều chuyện ngắn khác mà tác giả Lê Vạn Quỳnh đề cập đến mối quan hệ gia đình, như chuyện của bác sĩ phòng khám, cái khăn mặt, người làng dạy gái. Là người từng trải, giàu vốn sống, cộng với cách kể chuyện tự nhiên, linh hoạt, pha chút dí dỏm hài hước, chuyện ngắn của Lê Vạn Quỳnh thường nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế, sâu sắc. Điều đó đã làm nên nét riêng, khó lẫn trong các sáng tác của nhà giáo mẫu mực này. Chuyên mục văn học nghệ thuật kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.